Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, mang đậm nét đặc trưng văn hóa gia đình, sáng ngày 17 tháng 8, Ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ 5 năm 2024 đã chính thức bế mạc tại Nhà văn hóa Lao động Công đoàn tỉnh Đồng Tháp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Quỳnh Minh Tuấn dự lễ bế mạc cùng với lãnh đạo vụ gia đình, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ngày hội đã diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Các gia đình đã hoàn thành xuất sắc các phần thi. Ngày hội đã khép lại, nhưng những giá trị và ý nghĩa sẽ còn động lại. Không chỉ cán bộ, nhân dân của các tỉnh miền Tây Nam Bộ mà còn có giá trị lan tỏa. Ban tổ chức ngày hội đã trao giải nhất ở phần thi biểu diễn nghệ thuật, gia đình tài năng và thi nấu ăn, món ngon cuối tuần cho gia đình của đơn vị tỉnh Bến Tre. Gia đình thuộc đơn vị tỉnh Kiên Giang đạt giải nhất cuộc thi vận động, vui chơi cùng con. Gia đình của đơn vị tỉnh Đồng Tháp xuất sắc đạt giải nhất ở hai phần thi biểu diễn thời trang, gia đình sắc màu và thi đọc sách cùng con, qua đó góp phần đưa Đồng Tháp xếp nhất toàn đoàn. Giải nhì và giải ba toàn đoàn lần lượt thuộc về tỉnh Bến Tre và Kiên Giang. Ban tổ chức cũng đã trao cờ đăng cai tổ chức Ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ 6 cho đại diện tỉnh Kiên Giang. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong tư vấn, phối hợp, hỗ trợ và tham gia ngày hội tại tỉnh Đồng Tháp.